chào tất cả các em. Rất vui khi được gặp lại các em. Và hôm nay chúng ta sẽ học môn mỹ thuật. Môn mỹ thuật của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài ôn tập cuối năm tiết 2, bài góc mỹ thuật của em. Cô cần các em chuẩn bị cho cô cây hộp bút chì màu, cục gôm, cây bút chì và cuốn vở bài tập mỹ thuật nhé. Các em đã chuẩn bị cho cô chưa nào? Và sau đây các em hãy quan sát, nhận xét cho cô nhé. Cô có một số bức tranh muốn giới thiệu đến các em. Các em hãy quan sát cho cô ở bức tranh này có những gì? À, trong bức tranh này chúng ta quan sát được và chúng ta thấy trong bức tranh có vẽ cây, mây, mặt trời, mặt đất, đúng không nào? Và bức tranh tiếp theo các em cũng đã thấy, chúng ta thấy những bông hoa và những cái cây có nhiều màu sắc, đúng không nào? Ở bức tranh này chúng ta sẽ lại thấy một phong cảnh mới, đó là cảnh sinh hoạt của mọi người ở miền quê. Các em thấy nè, cũng có cây, nhà, hoa và lá. Và ở đây chúng ta còn thấy được một bạn học sinh đang cấp sách đến trường. Và một cô gái đang gánh nước. Tiếp theo các em quan sát cho cô xem đây là cây gì, có quen thuộc với mình không nào? À đúng rồi, đây là cây sầu riêng. Chắc có lẽ các em ai cũng biết trái sầu riêng, đúng không nào? Trái sầu riêng mình của nó rất là nhiều gai, đúng không? Các em phải cẩn thận khi đụng đến quả sầu riêng, dễ bị đâm vào tay các em nhé. Và tiếp theo, đây là một bức tranh phong cảnh về biển và mặt trời hoàng hôn đang mọc lên các em ạ. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách thực hiện như sau. Để vẽ được một bức tranh phong cảnh thì chúng ta cần có mây, mặt trời, cầu vồng, những cây, hoa và mặt đất các em nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ vận dụng những nét thẳng, nét cong, nét xin, nét chấm, vân vân, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác để chúng ta tạo hình các em nhé. Đây các em quan sát nè, chúng ta sẽ sử dụng những nét thẳng, nét ngang để chúng ta vẽ những hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác, hình tam giác và những nét vòng để chúng ta vẽ thành hình tròn, ví dụ như là hình ông mặt trời các em nha. Đây là một số hình chúng ta được sử dụng các nét như nét xin, nét thẳng, nét ngang, nét vòng ha các em ha. Các em quan sát đi. Đây là một số bức tranh cô muốn giới thiệu đến các em. Các em thấy sao? Các em thấy chưa? Chỉ cần một số nét chúng ta đã tạo thành những bức tranh thật là sinh động rồi, phải không nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ thực hành phần vẽ tranh các em nhé. Để thực hành được phần vẽ tranh này thì chúng ta cũng sử dụng các nét thẳng, nét xin, nét ngang, nét vòng để chúng ta vẽ những hình nhà, cây, sông, con vật rồi ghép thành một bức tranh mà em thích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện trong vòng 20 phút nhé. Nào, các em hãy bắt đầu đi. Các em đã thực hiện xong bức tranh của mình chưa? Các em hãy có thể cho ba mẹ hoặc là bạn bè của mình xem bức tranh của mình các em nhé. Để mọi người quan sát và nhận xét cho mình các em ha. Và tiêu chí để đánh giá một bức tranh thì thứ nhất, hình vẽ giống đặc điểm của cái hình mẫu. Thứ hai, đường nét rõ ràng. Thứ ba, màu sắc tươi sáng, phong phú, có đậm, nhạt khác nhau ha các em. Tiếp theo, thứ nhất, tranh có nhiều hình ảnh. Ví dụ như trong một bức tranh của các con, nếu như có cỏ cây, sông núi, mây hay mặt trời thì bức tranh sẽ trở nên sinh động hơn.
Thứ hai là bố cục mình phân bố cần phải cân đối rõ đường nét. Và thứ ba, màu sắc tô đều, gọn trong hình, tươi sáng, phong phú, có độ đậm nhạt. Thứ tư là có sự sáng tạo trong bức tranh các em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là quan sát nhanh ai làm gì ở đâu. Bắt đầu các em nha. Như vậy trong 10 giây chúng ta đã quan sát được trong bức tranh này là ai vậy các em? Đúng rồi, đây là một cậu bé. Cậu bé đang làm gì vậy? Cậu bé đang cho gà ăn. Và cậu bé đang cho gà ăn ở đâu? Chính xác rồi các em ha. Cậu bé đang cho gà ăn ở trong vườn. Các em thấy bức tranh có sinh động không nào? Và bức tranh thứ hai, các em cũng quan sát thật nhanh và cho cô biết bức tranh vẽ gì ha. Đây là một bức tranh ở cảnh biển đấy các em ạ. Và các em thấy nè, đây là ai? Đây là những bạn nhỏ. Các bạn nhỏ đang làm gì nè? Các bạn nhỏ của chúng ta đang nhặt rác nè, ở trên bãi biển và ở dưới bãi biển nữa đấy các em ạ. Và các bạn làm những việc này để giúp cho biển trở nên xanh sạch và đẹp hơn, để cho không khí biển được trong lành, giúp cho các em có một luồng không khí mạnh khỏe đấy các em. Chúng ta cũng như vậy nhé, dù bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng phải biết giữ gìn vệ sinh thật là sạch sẽ các em nha. Như vậy mà tiết học của cô đến đây đã kết thúc rồi. Các em cũng đã được xem những cái cách vẽ một bức tranh phong cảnh bằng những cái đường nét như nét ngang, nét thẳng, nét xiên, nét vòng để tạo nên những khung hình thật là đẹp. Cô chúc tất cả các em sẽ vẽ và thực hành được một bức tranh thật là đẹp các em nhé. Và các em hãy chuẩn bị cho cô bài ôn tập cuối năm ở tiết 3 nhé.